Xin chào cả nhà, mình là Hợp và hôm nay như các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ đến từ hãng Bôn. Và hãng Bôn này thì may của mình là một chiếc đồng hồ đặc biệt của hãng. Nó là một chiếc được kết hợp làm sản xuất với BMW. Các bạn có thể thấy logo của BMW đây. Đây là một cái thương hiệu xe sang của Đức cực kỳ nổi tiếng thế giới, trong top 3 xe sang của Đức. Và tại sao Bôn và BMW lại có sự liên kết với nhau? Vì thực sự là hai hãng này đều có, đầu tiên là đều có bắt đầu từ vần B. Và trong cái thời điểm mà BMW vào thị trường Mỹ thì thực sự là đây là một cái sự kết hợp với một cái hãng đồng hồ lịch sử xuất phát từ Mỹ. Đó, cho nên là họ đã chọn Bôn là một trong những cái thương hiệu top đầu xuất xứ từ Mỹ, tuy nhiên được sản xuất hoàn toàn tại Thụy Sĩ. Thì với Bôn là một cái hãng có lịch sử rất là lâu đời rồi, mình không nói nữa, mình cũng đã nói nhiều trong các video. Thì hôm nay thì mình sẽ show cho anh em tại sao một cái mẫu BMW Bôn for BMW nó đặc biệt như thế nào. Đây là một chiếc đã qua sử dụng, cho nên là các bạn có thể thấy là hộp ngoài nhiều khi nó còn dính những cái băng dính chủ cũ người ta dán. Đó, nhưng mà hộp thì không quan trọng bằng đồng hồ, và đồng hồ của chúng ta thì còn rất đẹp. Ở phía trong thì chúng ta sẽ còn cái hộp, như các bạn thấy ở đây là một cái hộp được Bôn làm màu trắng. Và ở dưới này thì giống như truyền thống của Bôn thì họ đều thường có một cái quyển sổ. Và đi kèm với đó là chúng ta sẽ có một cái CD, nhưng hiện tại thì chả còn hãng nào dùng CD nữa rồi. Các bạn có thể thấy ở đây là nó là một cái tờ giấy để giúp các bạn hiểu hơn về Bôn and BMW. Thì trong này các bạn có thể đọc qua đó, các bạn có thể đọc qua ở đây. Nói chung là của Bôn thì nó rất là cao cấp rồi. Đây là một cái chứng nhận về engineer for perfection, nghĩa là một bộ máy hoàn hảo đó, và cái này được in tại Thụy Sĩ luôn, rất là căng. Chúng ta sẽ có một cái dòng chữ Bôn for BMW certificate Power Reserve Chronometer, và đây là serial number 013 trên 1.000 chiếc. Đây là có thể gọi là một cái chứng nhận limited. Đấy, các bạn sẽ thấy ở đây là limited edition Bone Watch Company. Đó. Mẫu này thì chỉ có limited là 1.000 chiếc thôi, và mình cũng may mắn mua được chiếc này. Mình thấy nó cũng rất là đẹp. Đây là một mẫu Bone for BMW Power Reserve. Và với cái mẫu này thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ rất là thể thao và mạnh mẽ, đúng với tiêu chí của BMW và Bôn đưa ra khi mà bán cái sản phẩm này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái giống như kiểu là thư ngỏ vậy. Các bạn sẽ thấy ngay đây là một cái mà Bôn gửi cho khách hàng. Delivery note này, Bôn for BMW Power Reserve Chronometer này. Chúng ta sẽ thấy ngay cái reference number này, số lượng 1 và cái order. Đó. Và với cái lời cảm ơn đến từ Bôn, chúng ta có thể thấy ở đây. Đó. Gentlemen, này auto limited edition of 1000 piece chronometer power reserve 42 mm 100 m, đầy đủ tận cái thông tin của chiếc này. Đó. Black dial without BMW group logo. Mình sẽ có một cái thẻ đi kèm. Ở đây thì nó còn một cái tool, tuy nhiên đây là một cái hàng qua sử dụng cho nên mình không còn đủ cái tool đó, mình cũng không biết cái tool đó là gì. Nếu như anh em nào mua chiếc nào mới tinh thì anh em có thể vui lòng show cho chúng tôi biết nó là cái gì. Chúng ta sẽ có một cái thẻ chứng nhận, thẻ bảo hành của Bôn. Và thẻ này được áp dụng toàn cầu, các bạn có thể thấy là International Warranty. Và nơi bán là Bôn Watt ở Thụy Sĩ. Đó, các bạn thấy La Chaux de Fonds này. Đấy, và chúng ta thấy ngay Switzerland. Mẫu này thì sẽ có mã là PM3010C, P5CG, BKBE và serial number, cũng như là cái chứng nhận chronometer có ở đây trùng khớp. Chúng ta sẽ có ở đây là date of purchase là 26 tháng 4 năm 2017, date còn rất là mới. Và thực ra thì nó cũng hết bảo hành rồi, vì nó bảo hành toàn cầu 2 năm, nhưng mà vừa mới hết bảo hành năm 2019 thôi. Đó. Còn đây là chiếc đồng hồ mà mình muốn giới thiệu đến anh em. Ở dưới thì chúng ta sẽ còn hai cái tag đi kèm. Tag của chiếc Bôn này cũng khá là lạ. Đó, chúng ta sẽ có cái tag kèm với cả cái mã của sản phẩm. Rồi, bây giờ mình sẽ trên tay cho anh em cái mẫu này, một mẫu rất là đẹp và thể thao.
Nói qua về mẫu Bonform BMW này thì đây là một mẫu có size là 42mm. Tuy nhiên cái lắc tu lắc của nó thì khá là ngắn. Lắc tu lắc của nó chỉ 46mm thôi. Lắc tu lắc là gì? Lắc tu lắc chính là cái khoảng từ càng này sang càng kia của nó 46mm. Thì với cái 46mm như vậy thì các bạn rất là dễ dàng để đeo. Và với chiếc này là size 42, tuy nhiên thậm chí là có thể tay 15.5 mặt tròn một tí, hoặc tay 16 là chúng ta đeo chiếc này rất là đẹp rồi. Đó. Cho nên là chiếc này là một chiếc không kén tay. Về mặt dial thì các bạn có thể thấy là mặt dial của chiếc này được làm khá là đẹp với những cái tông màu chủ đạo như là trắng này, đen và xanh. Trong đó chúng ta sẽ có những cái chi tiết xanh nổi bật. Tại sao lại sử dụng màu trắng và màu xanh? Vì hai màu đó là hai màu đặc trưng của BMW. Và như các bạn thấy ở đây là chúng ta sẽ có các cái cọc số. Ở phía ngoài cùng chúng ta sẽ có một cái viền tính phút và tính phần trăm phút. Đó, ở đây chúng ta sẽ có rất là chi tiết từ cái cọc số 9 giờ cho đến cái cọc số 5 giờ này. Còn từ cọc số 5 giờ cho đến cọc số 9 giờ thì chúng ta sẽ được chia thành những cái vạch để chúng ta dễ nhìn hơn. Do tại vị trí này thì Bôn đã dành cái không gian cho cái Power Reserve ở đây. Và hiện tại Power Reserve nó đang để là khoảng hơn 30 tiếng. Đó, với bộ máy này thì chúng ta sẽ có khoảng 40 đến 42 giờ tích cót, cho nên là Bôn có để ở đây là khoảng 40 giờ tích cót. Đó. Ở phía mặt dial của chúng ta thì ở góc 12 giờ thì chúng ta sẽ có logo Bôn Official Standard. Và mặt dial của chúng ta thì sẽ chia thành hai lòng. Ở lòng trong của chúng ta thì sẽ có những cái hoa văn là những cái chấm lỗ, nó giống như ở trên da Nappa của những cái chiếc BMW. Đây là một loại da cao cấp. Thì Bôn có sử dụng hình ảnh đó để làm tăng tính thể thao của cái đồng hồ này. Ngoài ra thì ở phía lòng ngoài của chúng ta là một cái lòng được làm với những cái họa tiết nổi 3D, trong đó có cả những cái cọc số của chúng ta được làm nổi rất là đẹp. Ở góc 3 giờ thì mình sẽ có một cái ô lịch ngày. Và ô lịch ngày này thì nó sẽ làm mất cái vị trí cọc số ở góc 3 giờ. Và nó có cái nền màu trắng cho nên chúng ta cũng rất là dễ để nhận ra. Đó. Bộ kim dây của chúng ta màu xanh cực kỳ nổi bật trên cái nền màu đen này. Đó. Và Power Reserve của chúng ta, kim Power Reserve của chúng ta cũng màu xanh. Ở trong cái sắp đầy của Power Reserve thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có những cái đường tròn đồng tâm là concentric. Các bạn có thể thấy những cái đường tròn đồng tâm nó tạo ra những cái tia rất là đẹp. Thay những cái phần cót yếu thì nó bình thường, thông thường chúng ta sử dụng màu đỏ, nhưng mà ở trên chiếc này nó sử dụng màu xanh để cho cùng màu với cả cái tông màu của chiếc đồng hồ này. Nói chung đây là một chiếc đồng hồ rất là đẹp và thể thao, và thực sự là khi mà trên tay thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Các bạn sẽ thấy nó rất là ôm tay. Đó, đeo cực kỳ ôm tay. Đó. Phần kính của chúng ta sử dụng ở đây là kính sapphire, và nó là kính sapphire cong lồi. Và với kính sapphire này thì các bạn sẽ thấy chiếc đồng hồ của chúng ta sẽ cực kỳ đẹp. Các bạn đợi một chút, mình sẽ quay cận cảnh hơn để cho các bạn xem. Đây. Các bạn sẽ thấy kính sapphire của nó này, cong vồm lên này. Đó, và nó tràn ra đến tận mép. Cái kính này nhìn rất là đẹp. Ở phần rìa này thì nó còn được nhà sản xuất họ cắt diamond, cắt chéo, cho nên chúng ta sẽ thấy những cái đường viền đó. Này, các bạn nhìn thấy ở những cái góc có ánh sáng này, những cái đường viền này nó sẽ phản ánh sáng, nó tạo ra những cái đường chạy chạy ánh sáng tròn tròn rất là đẹp. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Nói chung đây là một chiếc khá là tuyệt vời về thiết kế. Mình đánh giá là thiết kế nó rất là ổn. Đó, và thể thao đúng với tiêu chí của Bôn và BMW đưa ra. Phần thân của chúng ta là sử dụng đó là thép không gỉ, và sau đó được DLC, tức là Diamond Light Carbon. Cái lớp Diamond Light Carbon này thì nó được làm màu đen, và nó được phủ một lớp carbon đen rất là cứng ở đây. Các bạn có thể hiểu là thông thường là để làm màu đen thì người ta có hai cách, đó là PVD, mạ PVD đen, tuy nhiên và DLC. Tuy nhiên mạ PVD thì rẻ hơn nhiều và nó cực kỳ nhanh bị xước, tạo nên những cái vết xước. Còn với cái DLC này thì thực sự là rất là khó xước, các bạn có thể hoàn toàn tránh được những cái vết xước răm. Chỉ có những cái vết va để làm vết va mà nó xuyên qua cái lớp DLC này thì may ra là nó sẽ ảnh hưởng đến cái màu thôi. Còn đâu là tất cả của chúng ta thì được làm rất là mới và đẹp. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có một cái núm, và trên núm này có logo của BMW làm rất là đẹp. Họ không dùng logo Bôn ở đây nữa mà dùng luôn logo BMW các bạn nhé. Ở mặt sau thì là nơi mà Bôn và BMW khẳng định hơn về cái tên tuổi và thương hiệu. Các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta có ngay một cái dòng chữ to tổ bố, đó là Bôn and BMW. Và cái phần mặt kính sau của chúng ta thì được họ làm cách điệu theo cái logo hình cánh quạt của BMW. Đó, chỉ có điều là nó sử dụng cái màu ghi gunmetal gray ở đây thôi, chứ họ không dùng màu xanh. Thực sự nếu dùng màu xanh thì nó hơi bị lệch màu so với tông màu của chiếc này.
chúng ta sẽ có cái dòng chữ Limited Edition ở đây, number 013/1000. Ở đây thì chúng ta sẽ có là Swiss Made và đầu mã của sản phẩm là PM3010C. Dòng chữ Auto Amortizer ở đây, và ở đây các bạn sẽ có là độ chống nước 100m và cái serial number của sản phẩm. Bộ máy sử dụng trên chiếc này thì dạ khá là đẹp, và bộ máy này thì theo như mình thấy thì nó sẽ là bộ máy là được làm từ ETA 289 series, và nó sẽ có 21 chân kính 42 giờ tích cót, và nó sẽ có ở đây là 28.800 tần số rộng. Bộ máy đã được modify lại, và các bạn có thể thấy là cái củ vang với những cái dòng chữ họ được mạ vàng với dòng chữ là Official Standard này và Bone Watch Company ở đây đó. Nói chung là về cái bộ máy thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là bộ máy trên chiếc này sử dụng rất là tốt, bởi vì dòng 289 series của ETA là một trong những cái dòng cực kỳ nổi tiếng về độ mỏng cũng như là độ có thể là mốt máy. Các bạn có thể thấy là những cái đường vân của nó được làm rất là đẹp ở trong cái bộ máy này. Thì với cái bộ máy này nó sử dụng cả vân đánh xoáy tròn cũng như là cái vân đánh chéo này, cực kỳ đẹp đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn những cái họa tiết ở đây. Các bạn có thể thấy họa tiết này nó giống như cái diffuser của một chiếc BMW ở phần đuôi đó, những cái tản gió, khuếch tán gió ở phía đuôi của chúng ta nhìn thấy nó rất được làm rất là thể thao mà mạnh mẽ. Đi kèm với chiếc này thì cũng là một sợi dây khá là đặc biệt. Sợi dây của chiếc này thì nó là sợi dây cao su pha với da đó. Ở dưới các bạn có thể thấy da, nhưng mà ở lớp trên này các bạn sờ nó sẽ giống là cao su. Các bạn có thể thấy lớp lót da ở giữa, và cái sợi dây này được bôn làm rất là đẹp. Các bạn có thể thấy ngay là cực kỳ dễ dàng, là với nó có những cái vân đan caro này đó, và chúng ta sẽ có hai đĩa ở đây cũng như là có ba cái ô này trang trí, nó giống như là cái lỗ thông gió ở trong một chiếc BMW ở phần hông các bạn hay nhìn, hoặc ở trên phần động cơ đó. Đi kèm với nó là một cái khóa xiên, và khóa xiên này là khóa xiên đặc trưng của bôn, là không có thể lệch đi đâu nữa, một cái khóa xiên khá là mạnh mẽ đó. Tuy nhiên là nếu như là đẹp hơn thì bôn sẽ làm cái khóa này phủ tráng phủ DLC ở ngoài, tuy nhiên họ không làm và họ chỉ sử dụng là màu thép nguyên bản thôi đó. Các bạn có thể thấy ngay là dây bên này cũng được làm như vậy, và mình sẽ trên tay thử để cho anh em cùng view. Vì chiếc này nó chỉ có power reserve và date cho nên là mình sẽ không review nhiều hoặc là review về cách chỉnh. Tuy nhiên với chiếc này thì mình nghĩ là nó sẽ rất là đẹp rồi, và chắc là mình cũng không đeo được chiếc này lâu, bởi vì anh em thì sẽ đến và cướp ngay trên tay mình thôi. Chiếc này rất là đẹp. Chiếc Bone BMW này có giá hãng vào khoảng 4.299 đô đó. Đó là mức giá khá là cao, khi mình nhân ra thì nó vào khoảng tầm 99 đến 100 triệu. Tuy nhiên với cái giá của mình săn được một chiếc cũng còn khá đẹp như này thì nó sẽ chỉ vào cái giá là chưa đến 30 triệu thôi, nó chỉ khoảng 28-29 triệu thôi, cho nên là anh em có thể qua bên mình để thử vào trên tay chiếc này. Đây là một chiếc rất là đẹp và rất là đáng mua, và nếu như anh em nào đã có một chiếc BMW thì tội gì không mua đó, giúp mức giá rất là hợp lý. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.